Đà Lạt mộng mơ, thành phố ngàn hoa, thành phố của tình yêu và nỗi nhớ. Dù được gọi bằng tên gọi mỹ miều gì đi chăng nữa thì Đà Lạt vẫn luôn có sức quyến rũ đặc biệt đối với nhiều du khách trong nước và thế giới, đặc biệt những người mê chụp ảnh hoặc những đôi trai gái đang yêu. Được ví như một tiểu Paris có Hồ Xuân Hương mệnh danh là trái tim của Đà Lạt, đây cũng là địa điểm lý tưởng mà ai cũng muốn đi dạo quanh khi đến thành phố này. Thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho khí hậu ôn hòa của miền ôn đới. Đà Lạt dường như không có cái nóng bức của miền Nam hay cái lạnh tím tái của các tỉnh miền Bắc mà khí hậu nơi đây lúc nào cũng dịu mát. Đôi khi, du khách đến với Đà Lạt là chỉ cần hưởng một chút không khí se lạnh, chờ đợi để thưởng thức một chút hương vị dâu tây hoặc một miếng bánh tráng nướng. Đơn giản hơn nữa là thưởng thức một củ khoai mật nướng thơm lừng chứ danh của Đà Lạt. Thế là đủ cho những ngày nghỉ cuối tuần của mình. Tất nhiên, để đi hết Đà Lạt và trải nghiệm hết những điều thú vị thì bạn cần phải có một quỹ thời gian thật dài. Hãy cùng Trung Tăng TV đến một số địa điểm thú vị và thưởng thức một số món ăn độc đáo của Đà Lạt nhé! Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu nói đến Đà Lạt là nói với một cái điều gì đó mà chúng ta rất là yêu thương. Đà Lạt, thành phố tình yêu và nỗi nhớ, thành phố của những câu chuyện rất là kỳ bí và những cái điều gì đó nó liên quan đến hoa thì được gọi là thành phố ngàn hoa. Và tất cả những cái thành phố nào đó ở trên Việt Nam của chúng ta, nếu mà nhiều hoa thì cũng gọi là tiểu Đà Lạt hay có thể gọi là Đà Lạt thu nhỏ. Hôm nay chúng ta đang còn đứng ở quảng trường Lâm Viên của thành phố Đà Lạt. Và sau lưng của chúng ta đó là biểu tượng của hoa dã quỳ. Cái quảng trường Lâm Viên này thì phía trước mặt sẽ nhìn ra hồ Xuân Hương. Đấy, phía này các bạn sẽ thấy được một cái view cực kỳ đẹp. Và đây cũng là cái nơi mà các bạn trẻ lựa chọn để chụp được những bức ảnh cực kỳ tuyệt vời. Ở phía xa xa đầu kia cũng có một biểu tượng mà chúng ta sẽ thấy từ xa màu xanh, đó là biểu tượng của hoa atiso, một cái bông hoa mà có thể là chỉ có ở trên Đà Lạt thôi. Nếu như các bạn đến đây thì ngoài tham quan những cái nơi như thế này thì các bạn nên là thưởng thức những cái món ăn mà liên quan đến hoa atiso, một điều cực kỳ tuyệt vời. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xung quanh này để xem cái không khí của các bạn trẻ chụp ảnh ở đây, xem có điều gì lý thú hay không. Chúc bình thường. Đây là khi bạn nữ làm nhiếp ảnh gia cho bạn nam. Đấy. Sau khi chụp cho bạn nữ xong thì có thể là bạn nam sẽ quay ngược lại chụp cho bạn nữ. Đứng xa xa ra, đứng xa xa ra ngoài này, bạn nam đứng gần một tí. Thưa quý vị, thưa các bạn, Đà Lạt luôn là địa điểm lý tưởng mà các bạn trẻ hay là các đôi tình nhân lựa chọn đưa nhau đến đây để có thể chứng minh cái tình yêu, hoặc là có thể là tìm thấy những cái điều gì mà nó liên quan đến tình yêu vĩnh cửu. Có những nơi rất là thơ mộng, rất là nhiều hoa, rất là nhiều những cái màu sắc rực rỡ và cực kỳ nhiều món ăn ngon khi nói đến thành phố ngàn hoa này. Còn bây giờ thì chúng ta hãy ngắm phía sau lưng cái biểu tượng hoa dã quỳ, xong chúng ta sẽ tiến về phía trước đây, đó là biểu tượng hoa atiso. Quảng trường Lâm Viên này là tên gọi của một công trình công viên được xây dựng vô cùng hoành tráng và nằm ngay trung tâm của thành phố Đà Lạt, hướng ra Hồ Xuân Hương. Công trình này thì được thành phố Đà Lạt xây dựng nhằm tạo nên cái sự mới lạ và hấp dẫn cho trung tâm thành phố. Và ở đây là thực sự là du khách cực kỳ đông. Đây cũng là một cái địa điểm du lịch mà tất cả những cái tour hành trình hoặc là tất cả những bạn trẻ khi đến với Đà Lạt thì sẽ lựa chọn. Phía trước mắt chúng ta đó là biểu tượng hoa atiso. Diện tích của công viên này thì rộng hơn 7.200 m2. Và công viên, cái quảng trường Lâm Viên này nằm ngay ở trung tâm thành phố Đà Lạt nên các bạn rất là dễ dàng để tìm. Về cái địa chỉ thì quảng trường Lâm Viên này nằm trên đường Trần Quốc Toản, phường 1 và thành phố Đà Lạt. Vị trí này cực kỳ đẹp luôn, ở đây các bạn có thể ăn được những món ăn nhanh như là đồ nướng. Đây này, rất là nhiều nha. Riêng ẩm thực Đà Lạt thì quý vị và các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn rất là nhiều loại. Đây là nơi bán các món nướng này. Đây, xem nào. Những nam thanh nữ tú, những bạn trẻ sau khi tham quan quảng trường Lâm Viên xong thì sẽ lựa chọn cho mình một món ăn nào đó để thưởng thức đúng ở trên cái địa điểm cực đẹp này. Phía bên tay trái của quý vị và các bạn đó là biểu tượng hoa atiso, một bông hoa
mang nhiều ý nghĩa và nó đặc trưng khi mà chúng ta nhắc đến Đà Lạt là nhắc đến hoa atiso. Đây, quý vị hãy cùng nhìn quanh một tí xíu. Nếu như nói về hoa atiso thì một bông hoa từ rất là lâu đời và được nhiều người tin dùng bởi vì loại hoa này được dùng uống rất là thơm ngon, cực kỳ tốt cho sức khỏe và cũng là một cái loại thảo dược quý với nhiều công dụng làm đẹp thần kỳ. Thực sự ra thì khi mà chúng ta đến với Đà Lạt thì những món ăn hoặc là những cái nước uống mà liên quan đến hoa atiso này thì hầu như nó rất là tuyệt vời. Ở đầu kia sẽ là cái biểu tượng của hoa dã quỳ, một cái loại hoa mà ở trên núi cao, những cái nơi rất là cao thì nó sẽ mọc. Mỗi đến mùa mà hoa dã quỳ thì nó vàng rực luôn, cực kỳ đẹp quý vị. Chúng ta sẽ đi ra hướng phía ngoài bên này để quan sát cái gọi là cái không khí các bạn trẻ đang chụp hình. Và nhìn ra phía xa xa đầu kia, phía bên tay trái của quý vị đó là hồ Xuân Hương, một nơi được lựa chọn đi dạo với bên đêm, cực kỳ tuyệt vời, mát mẻ. Ở đây có một cái là bán rất nhiều những cây gọi là selfie, cây gậy selfie để giúp cho mọi người có thể tự chụp cho mình những bức ảnh. Ví dụ như cặp đôi đi với nhau thì người ta khi chụp thì khỏi phải nhờ người khác thì sẽ dùng cái cây gậy selfie này để có thể chụp ảnh. Đây. Ở phía trong cái biểu tượng hoa atiso này thì sẽ có một cái quán cà phê Doha Cà Phê. Và quý vị và các bạn có thể đi vào phía bên trong này để uống cà phê nha. Mình thì sẽ ấn tượng bởi vì có mấy chú chó cực kỳ tuyệt vời ở đây. Oh, hello anh Trung. Hello em. Nhìn biết luôn ha, dân chơi nhìn phát biết luôn ha. Yeah. Đây chó này là chó gì đây, tên đây gì là anh? Samoy. Samoy ha. Bạn này tên là lợn. Bạn này tên là lợn. Dạ. Bạn này đeo kính. Bạn này tên là Bèo. Vâng ạ. Bạn lợn này đeo kính rất là ok nhá. Cái này là mình tức là mình bỏ đây để cho du khách đến thuê để chụp đúng không em? Vâng ạ. Cái này khách chụp thì cứ thoải mái thôi. Tùy khách có thì cho các bé ủng hộ cho bé. Ủng hộ cho bé nha. Dạ. Các bé rất là thân thiện nha. Quý vị và các bạn xem này, mình mới đến thôi xem nữa. Đấy, rất là yêu. Đấy. Nếu như mà mọi người đến đây quay phim hay là chụp ảnh thì cũng nên là cho bé một cái gì để các bé có thể ăn, đúng không? Đeo kính vào nào con. Đấy. Ở đó có thấy đường không? Người lạ không nên cho ăn bởi vì nó khó đúng không? Bế lên được không anh? Được, anh thoải mái. Và thưa quý vị thì mình cũng là hai tay này này, hai tay đấy, anh cầm bạn đấy, cầm bạn này rất là dễ thương đấy, đấy dẫn đó, dẫn chơi cười chụp hình nào đấy. Hello, còn bạn bên này nào, đây qua bên bạn này là mình rất là thích chó nha, mình chỉ có nuôi không được thôi nhưng mà rất là yêu, thích lắm. Bộ lông này được chủ nhân cho anh hỏi tí xíu nào. Em tên gì? Em tên Thắng. Em tên Thắng ấy, Thắng ở đây thì tức là làm cái này ở đây lâu chưa? Em ở Đà Lạt thì hiện tại là được năm nay là hơn 3 năm. Hơn 3 năm rồi. Vâng ạ, bạn này cũng theo em 3 năm rồi. 3 năm rồi, vâng. Đấy. Cái quá trình chăm sóc của mấy em này thì cũng rất là kỹ càng đúng không? Dạ đúng rồi, mình hơi kỹ một tí. Lông chăm đồ rồi cái... mình phải dọn dẹp rồi chạy chứ nó không giống như mấy cái dòng kiểu Alaska rồi. Mình không cần chăm kỹ vào ngọn này, còn này để giữ được cái bộ lông. Cái loại mấy em này được gọi là tên gì em nhỉ? Đây dòng này là Samoy. 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 Hi. Anh cảm ơn. Đây anh nó cũng giống như trong chiếc xe vậy. Đúng. Xe, yêu xe trong xe mà yêu chó thì chăm chó ha. Yêu cái gì thì chăm cái đấy. Đấy. Không, bởi vì anh gửi mà em mua ấy cho cún okay, chứ không phải là cho em. Như em thì em biết anh quá rồi nên là bạn này thì cũng là một khán giả của chúng ta TV cho nên là bạn thấy ngồi xuống. Ngồi xuống. Thử biểu diễn xem nghe lời nào. Rồi, rồi lợn tiến lên. Đứng lên nữa, đứng yên, ngồi xuống. Ok. Đang mất kín đồ các thứ ha. Bạn này nhỏ này thôi chứ 3 tuổi rồi. 3 tuổi rồi. Bạn này chỉ có được 11 tháng thôi. Đấy, rất là dễ thương. Dạ, em ơi. Tay phải, ngủ, đúng rồi. Rồi, tay trái nào. Ok, nhảy này.
Rất là to ha. Bèo ơi, đi về 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 chơi với chú nha, Bèo. Ok. Về luôn nha. Về gặp phá phanh nha. Phanh nha chú luôn. Rồi, ok, cảm ơn em Thắng rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái quán cà phê ở Doha Cafe này. Nó nằm ngay trong biểu tượng Atiso, một cái biểu tượng rất là gọi là đỉnh cao của thành phố ngàn hoa Đà Lạt. Mình nhắc lại thêm một lần nữa là nếu như các bạn đến với Đà Lạt thì nên thưởng thức những cái món thức ăn hay nước uống tại những cái khu ẩm thực và những cái món mà liên quan đến bông hoa Atiso nhé. Bây giờ đi vào. Chào em. Em ơi, order từ đây luôn đúng không? Anh muốn cà phê. Cà phê sữa. Anh dùng móng hay đá? Anh dùng đá đi. Ở đây thì cái không gian cà phê khá là tuyệt vời và có thể gọi là độc đáo nhất ở thành phố ngàn hoa này. Nó nằm ngay đúng trong cái bông hoa Atiso luôn. Cho anh cốc cà phê sữa đi. Anh Hải uống cái gì? Cà phê sữa luôn. Cà phê sữa. Em muốn cái gì? Ba đi, ba ly cà phê sữa nhé. Một ba là 117 nghìn. Thực sự giá ở đây thì nó cũng xem ở phía ngoài thôi quý vị. Bao nhiêu em? 117 nghìn. 100 này. Rồi, thôi. Thôi được rồi. Tí nữa anh ấy, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi tham quan đây một tí xíu, sau đó chúng ta sẽ xuống nhận cà phê đúng không? Ok. Đây này. Đây rất là nhiều bạn trẻ và rất là nhiều vị khách đến đây có thể là thưởng thức ly cà phê và ngắm phía bên ngoài. Xin chào. Để hỏi các bạn trẻ này tí. Cả nhà mình là ở đâu đến đây du lịch ạ? Mình ở Nha Trang đúng không? Nha Trang đúng không? Nha Trang mùa này là người Việt ủng hộ du lịch Việt đúng không? Đúng rồi. Mình thì đi quay và review cũng là ủng hộ du lịch Việt luôn. Anh chương trình thành công tốt đẹp nhá. Rồi, rất là cảm ơn các bạn. Bắt tay cái. Nói chương trình có dự định phát sóng lúc nào hay chắc là tầm khoảng một thời gian sau. Mọi người mà quan tâm đến du lịch thì vào cái subscribe kênh YouTube Tung Tăng TV nha. Tung Tăng TV ấy. Đúng. Rất là dễ thương đúng không? TV đi được những cái điểm nào ấy? Review những cái điểm nào đó? Rất là nhiều. Khá nhiều. Các bạn vào đấy tìm cái chữ Tung Tăng, sau đó có cái địa danh mà mình muốn đến á là đôi khi có. Nhá, rất là kỹ. Rồi, xin cảm ơn. Chúng ta lại lên trên này. Mình lên cái không gian như thế này thì mới gọi là nó chuẩn được. Đây, từ đây nếu như quý vị và các bạn nhìn qua là sẽ thấy luôn cái biểu tượng của hoa dã quỳ này. Thực sự đây là một cái không gian khá tuyệt vời đấy. Chúng ta sẽ chọn không gian này đi để ngồi. Đặt đây để cho những cái các bạn nhân viên có thể mang những thức ăn nước uống đến đây cho chúng ta. Đà Lạt nha. Nếu nó một cách nhẹ nhàng nhất đó là nơi tập trung trai xinh gái đẹp cực kỳ nhiều luôn quý vị ạ. Rất nhiều luôn. Còn bây giờ chúng ta sẽ ngồi đây để thưởng thức một tí cà phê. Thưa quý vị thì cà phê ở đây rất là ngon. Chứ nó không kiểu mà như những cái cà phê mà chúng ta đã gặp. Mình cứ nghĩ là một quán cà phê sang thì thường thường chất lượng cà phê nó không có tương đương với cái vị trí chúng ta ngồi. Nhưng mà cà phê ở đây cực kỳ ngon, phải công nhận, rất là ngon. Nhưng mà quan trọng là chúng ta có một cái view nhìn rất là đẹp này. Nhìn ra đây là thấy luôn cái biểu tượng hoa Atiso luôn này. Hoa dã quỳ luôn này. Còn chúng ta đang ngồi ở trong cái biểu tượng hoa Atiso. Có lẽ quý vị đến đây đến quảng trường Lâm Viên thì nên thưởng thức một tí xíu ở quán cà phê này, mình khuyến cáo luôn. Quý vị và các bạn thân mến, quảng trường Lâm Viên đó là nơi chúng tôi lựa chọn để tham quan và chia sẻ cho quý vị trước, bởi vì hầu như ai đến Đà Lạt cũng đều có một bức hình chụp tại đây để làm kỷ niệm. Nếu như bạn muốn dễ dàng chụp hình thì nên đến quảng trường Lâm Viên thật sớm, đỡ vướng cũng như đỡ chờ đợi người khác. Còn bây giờ thì xin mời các bạn cùng theo chân Tung Tăng TV đi thuê xe máy. Việc đến một địa phương nào đi khám phá thì xe máy vẫn là rẻ tiền, dễ di chuyển, đường phố cũng dễ gửi xe máy hơn là ô tô. Địa hình của Đà Lạt chủ yếu là đèo dốc cho nên các bạn nên sử dụng xe máy, đó là dễ dàng nhất.
Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu như chúng ta muốn khám phá Đà Lạt một cách gọi là thoải mái nhất và tuyệt vời nhất, cũng như là hưởng được những cái không khí ở phía trên cao đúng tuyệt vời, thì chắc chắn phải đi thuê một chiếc xe máy. Chúng ta nếu như bạn nào mà không quen đi xe số thì nên chọn một chiếc xe tay ga để có thể dạo. Một chiếc xe ở đây thì thuê nó nằm trong mức giá tầm khoảng 100 đến 150 nghìn. Rất dễ, các bạn chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân này, bằng lái xe này và đến ký hợp đồng là có thể thuê được. Rất dễ. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi thuê được xe máy thì chúng ta lại đi dạo quanh Hồ Xuân Hương và cảm nhận không khí ngay tại trung tâm của Đà Lạt. Và cho đến ngày nay, người ta vẫn chưa thống nhất được cách giải thích nguồn gốc của cái tên thành phố Đà Lạt. Bởi vậy, tồn tại rất nhiều cách giải thích khác nhau về cái tên ấy, trong đó có 3 cách giải thích phổ biến nhất, đó là: địa danh Đà Lạt được bắt nguồn từ chữ Đà Lạch, tên gọi của con suối Cam Ly, khởi nguồn từ huyện Lạc Dương, dòng suối Cam Ly chảy qua khu vực Đà Lạt theo hướng Bắc Nam, trong đó đoạn từ khoảng Hồ Than Thở tới thác Cam Ly ngày nay được gọi là Đà Lạch. Theo ngôn ngữ của người Thượng, Đa hay Đắc có nghĩa là nước, tên gọi Đà Lạt có nghĩa là nước của người Lát hay là suối của người Lát, và đây là người Cơ Ho. Và cách giải thích thứ hai bắt nguồn từ câu Data lý xì lấy xì á mà lý xì temperiem. Những người Pháp đến đây lần đầu tiên và có công thiết kế thành phố đã tặng cho nơi này một câu lịt tiếng Latin như vậy, có nghĩa là cho người này nguồn vui, cho kẻ khác sức khỏe. Cái tên Đà Lạt là lấy 5 chữ cái đầu của các từ trong câu ghép thành. Năm 1937, khi xây dựng chợ Đà Lạt mới thay cho ngôi chợ cũ bằng gỗ bị cháy, người ta đã đề dòng chữ Data lý xì lấy xì ám mà lý xì temperiem trên tường đồ hồi của công trình. Phía trên là huy hiệu của thành phố hình tròn, tạc hình đôi thanh niên nam nữ người dân tộc. Thực sự câu đấy gồm có 5 chữ và bằng tiếng Latin nên chúng ta rất là khó đọc. Cách thứ 3 để giải thích về tên Đà Lạt thì đó là thành phố nhiều niềm vui. Theo tiếng Hán Việt mà đọc gần như đa có nghĩa là nhiều, Lạt gần với lạc có nghĩa là vui. Vì thế Đà Lạt mang ý nghĩa là miền đất của niềm vui và sự hạnh phúc. Nhưng cách giải thích này thường ít biết đến hơn so với hai cách đã nêu trên. Nếu đi trên đường phố Đà Lạt, bạn sẽ ngỡ ngàng khi nhìn thấy khá nhiều xe ngựa lóc cóc chạy trên đường. Một âm thanh khá đặc trưng tại thành phố ngàn hoa này. Bạn hoàn toàn có thể đến khu vực vườn hoa trung tâm thuê để trải nghiệm. Với rất nhiều người Đà Lạt, ngựa là con vật quen thuộc gắn bó cùng với nhau từ thuở ban sơ. Dù nay trên đường phố có nhiều xe cộ hiện đại, nhưng ngựa và xe ngựa vẫn còn đó như một nét đẹp du lịch cho thành phố ngàn hoa. Ngựa không chỉ giúp họ mưu sinh mà đó thực sự là người bạn tinh thần đem lại niềm vui cho chính chủ nhân của nó. Nhưng có một thực tế là đàn ngựa tại Đà Lạt càng ngày càng giảm dần, số người nuôi ngựa tại thành phố này ngày càng ít đi. Bến xe ngựa thồ bên hồ đợi có một thời chở rau ra chợ sớm Đà Lạt nay đã đi vào dĩ vãng, ngựa làm du lịch cũng giảm dần nhanh chóng. Quý vị và các bạn thân mến, nằm cách quảng trường Lâm Viên không xa, đó là vườn hoa trung tâm thành phố, nơi quy tụ tất cả các loài hoa đẹp của Đà Lạt mộng mơ và thế giới. Và mỗi dịp festival thì vườn hoa thành phố là một trong những địa điểm du lịch thu hút du khách nhiều nhất. Vườn hoa thành phố Đà Lạt trước đây còn có tên gọi là vườn hoa Bích Câu, cũng có thời gian được gọi là công viên hoa Đà Lạt. Vườn hoa này được bắt đầu xây dựng và trồng các loại hoa từ năm 1966, sau đó bỏ hoang và đến năm 1985 thì được xây dựng mới, sau đó trồng tất cả các loài hoa đẹp để phục vụ du khách. Với tổng diện tích trồng hoa phục vụ khách tham quan lên tới 7.000m2 thì nơi đây chắc chắn là một trong những vườn hoa lớn nhất Việt Nam và thế giới. Thưa quý vị, thưa các bạn, Đà Lạt là thành phố ngàn hoa mà chúng ta lại không ngắm hoa thì có lẽ là thiếu sót. Bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến vườn hoa trung tâm của thành phố Đà Lạt. Ở hai bên đường này chúng ta sẽ thấy những cái xe ngựa. Và với mức giá khoảng 300.000 đồng thì các bạn sẽ được có một hành trình trải nghiệm đời từ đầu kia, hạnh đầu này. Nhưng mà không thể là đi vòng quanh cái hồ Xuân Hương được. Bởi vì sao? Có một số đoạn là người ta cấm. Đấy. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng đi vào vườn hoa nhé. Ở xung quanh này rất là nhiều xe ngựa. Cái một nét đặc trưng của thành phố Đà Lạt. Này, ngựa đang ăn cỏ đây quý vị. Chúng ta sẽ đi ra phía bên này và đi vòng qua bên kia. Đây là một cái bãi. Chúng ta có thể gửi xe ở đây và tham quan cái vườn hoa. Có thể gửi xe ô tô nha quý vị.
Đây. Qua bên này và đi theo cái đường dành cho người đi bộ. Wow. Trước mắt chúng ta đó là vườn hoa thành phố Đà Lạt. Một nơi mà rất là đáng để quý vị và các bạn có thể trải nghiệm. Và cái khu vực này thì giao thông cũng rất là nhiều người qua lại, cho nên hết sức cẩn thận nhé. Trí cổng vườn hoa này được rất nhiều du khách lựa chọn để chụp hình. Và khi chụp hình ở đây thì mọi người nhận ra luôn là chúng ta đang ở vườn hoa thành phố Đà Lạt. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào mua vé để tham quan. Cho anh 3 vé. Bao nhiêu em? 120.000 đúng không? 150.000 à? Tức là một người là 50 ha. Là mình sẽ có những dịch vụ gì em? Vào thăm thôi ha. Cảm ơn. Với mức giá vé của người lớn đó là 50.000, còn trẻ em là bao nhiêu tiền em trai? 25.000. Ngày xưa thì 40.000, bây giờ có thể là xăng thay đổi cho nên là tăng lên 10.000. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cổng nhá, vé đây này. Trẻ em dưới 1m8 miễn phí. Cho thẻ vào khe này. Đó. Thưa quý vị, chúng ta đã đi vào vườn hoa và với mức giá là 50.000 một người. Sau lưng của chúng ta đó là cái nơi mà hầu như mọi người tập trung, cái đài phun nước tập trung để chụp ảnh ở đây, để cho quý vị và các bạn cùng xem cái khu vực này thú vị như thế nào. Đấy, nó như thế này, xung quanh là sẽ là những cái biểu tượng ong bướm các thứ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi tham quan vòng vòng ở đây và mình sẽ giới thiệu sơ về cái vườn hoa này để cho quý vị và các bạn có thể nắm được thông tin. Xin mời quý vị. Thưa quý vị, thì vườn hoa thành phố Đà Lạt này là địa danh chụp hình cưới rất là tuyệt vời. Cũng có thể là chụp hình ảnh những các bạn xì tin hoặc là những người mê chụp ảnh để vào đây là cực kỳ tuyệt vời luôn. Và đây cũng là nơi quy tụ rất nhiều các loại hoa đẹp của thành phố Đà Lạt mộng mơ này. Đây có thể gọi là cái nơi thu hút du khách đông nhất khi mà mỗi khi mọi người đi đến với thành phố Đà Lạt. Cái thời điểm mà vườn hoa này mở cửa thì tầm từ 7 giờ sáng cho đến 18 giờ chiều là người ta sẽ đóng cửa. Theo như thông tin thì vườn hoa thành phố Đà Lạt trước đây còn có tên gọi là vườn hoa Bích Câu, cũng có thời gian được gọi là công viên hoa của Đà Lạt. Và vườn hoa này được bắt đầu xây dựng cũng như trồng hoa từ năm 1966, sau đó bỏ hoang và đến năm 1985 thì được xây dựng mới. Ở đây thì trồng rất là nhiều loại hoa đẹp để cho du khách có thể là đến đây chụp hình cũng như tham quan. Vườn hoa này nằm ở phía đông của hồ Xuân Hương, và nằm cạnh cái sân golf đồi Cù Thơ, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 2 km các bạn. Với cái diện tích của cái vườn này lên tới là 7.000 m2, và nơi đây là một cái nơi có thể gọi là vườn hoa lớn nhất Việt Nam cũng như là thế giới. Ở đây có
hoa tươi với trên là 300 các loại hoa được trồng ở đây, cũng như tất cả những tiểu cảnh để có thể phục vụ khách du lịch. Đây, chúng ta sẽ lại đây để xem. Rất là nhiều cái để quý vị và các bạn có thể đến đây chụp hình. Đấy, những cặp đôi yêu nhau có thể lựa chọn những cái hình trái tim các thứ đấy. Đây, những tiểu cảnh cực kỳ tuyệt vời đúng không ạ? Đây, chụp hình các thứ mà. Rồi, chúng ta lại đi qua bên chỗ này để xem trái tim. Đây, có hai trái tim lồng vào nhau. Dung ơi, chụp cho cô kiểu này. Đây. Khu trưng bày mua bán hoa cây cảnh bonsai gỗ lụa. Đấy, những cái biểu tượng cồng chiêng của bà con đồng bào. Đấy, ở trên này quý vị có thể vào đây để xem. Và hai bên thì các bạn sẽ thấy trồng rất là nhiều hoa hồng luôn. Nếu như cái vào mùa hoa hồng thì ở đây cực kỳ tuyệt vời. Công biểu tượng cồng chiêng này. Đấy. Cái này thì một số nơi được gọi là phèn la. Ơ, tại sao ở đây thì... Tại sao ở đây lại ghi chữ vào đây? Du khách đến đây xong rồi sau đó lại ghi cả tên vào đây này. Cô Hà, Trà My, Ba Linh này. Cái nét chữ này thì mình nghĩ là nét chữ của em bé thôi, trẻ con thôi. Chứ người lớn thì không ai mà đi ghi kiểu như thế này. Đấy thì rất mong quý vị và các bạn nếu đến đây thì chúng ta nên chung tay giữ gìn cái địa điểm này một tí xíu. Nếu như có con đến đây thì cũng nên nhắc các cháu. Rồi, xin phép đi qua nhá. Hầu như hai bên là mình thấy là trồng hoa cẩm tú cầu. Mấy cái chỗ này thì hầu như những vị khách mà lớn tuổi đi lên nó cũng sẽ hơi khó khăn một tí. Rồi, xin mời quý vị cùng đi vào phía bên trong để ngắm khu vườn này. Đa số là bán những đồ lưu niệm cũng như là những cây mà người ta có thể bán lại cho mình. Cảm ơn em. Được quý vị đi vòng quanh một tí để có thể xem. Rất là nhiều loại hoa, những cây bonsai cực kỳ nhiều luôn. Những người mà mê cây cảnh thì vào đây thì đúng là thiên đường luôn ạ. Ở đây là mình trồng, mình bán luôn hả em? Nhưng mà đợt này khách đến đây có nhiều không em? À. Đây. Những cây rất là đẹp luôn. Cảm ơn em, anh tham quan. Thưa quý vị, đây là một cái vườn hoa hồng rất là nhiều hoa. Đây, cho quý vị xem cận cảnh những cái bông hoa hồng đi. Dưới ánh nắng dọi vào thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Bông hoa thì nó gắn liền với người phụ nữ. Cho nên là nếu như bạn nào mà có người yêu hay là có vợ, có gia đình thì hãy đưa các bạn nữ đến đây để
có những bức hình tuyệt đẹp nhất có thể. Vườn hoa này thì được bố trí cũng như là hệ thống tưới cũng tự động hết toàn bộ. Đây, mình sẽ thử đứng vào đây, cho dù mẫu nó không được đẹp lắm nhưng mà thử đứng vào đây để quý vị có thể nhìn được cái cảnh khi mà người đứng vào. Cái mẫu bụng phệ này không ăn thua đâu.